Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình đi chơi chợ Phú Thư các bạn nhé. Hôm nay là ngày 23 Tết rồi các bạn ơi. Hôm nay thì mình vào đây mình quay không khí Tết của chợ Phú Thư cho các bạn xem nhé. Rất là nhiều rau tươi các bạn. Trứng này. Đây là chợ Thấm, thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Buổi chiều 23 Tết các bạn ơi. Vực dưới này thì họ bán cá, hải sản. Ngày 23 thấy rất là đông vui các bạn. Đủ các mặt hàng. Phía bên này thì họ bán lá dong, cây giang. Cá khô này, chuối xanh. Rất là nhộn nhịp các bạn ơi. Hôm nay họ bán là cá chép này, cá chép vàng. Ở dưới này thì họ bán gà với vịt. Trong này thì họ bán chè với lại đồ ăn, thức ăn vặt chiều các bạn ơi. Đây những gian hàng bán quần áo. Ở dưới khu vực này thì họ bán rất là nhiều hoa quả các bạn nhé. Hôm nay họ bán rất là nhiều hoa, là đồ hàng mã này,
rất là nhiều chuối các bạn. Mình đã ra cổng chợ rồi các bạn ơi.